Thưa quý vị và các bạn, đợt mưa lớn vừa qua đã làm cho khoảng 15.000 hecta lúa trên địa bàn tỉnh bị ngập úng, gây thiệt hại cho người nông dân rất lớn. Trong đó, huyện Phú Vang có hơn 3.400 hecta, chiếm hơn 65% diện tích. Nhằm giúp người nông dân giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ huy Quân sự đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân tham gia thu hoạch lúa cùng bà con. Vụ đông xuân năm nay, gia đình chị Lê Thị Mỹ Bình ở tổ dân phố Đức Lam Trung, thị trấn Phú Đa, gieo hơn 0,6 hecta lúa. Trong những ngày qua, do mưa lớn đã làm diện tích lúa của gia đình đến thời kỳ thu hoạch bị đổ ngã và ngập trong nước, nên máy gặt đập liên hợp không thể vào được, ước tính thiệt hại khoảng 30%. Thời điểm này, muốn thuê nhân công cũng không có, vì nhà ai cũng trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, với sự giúp sức của các cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Vang và lực lượng dân quân địa phương, nên gia đình chị đã gặt xong diện tích lúa và rất phấn khởi. Trong thời gian qua thì do thời tiết mưa lớn kéo dài thì ruộng của bà con về kể cả bản thân tôi cũng ngập lụt. Giờ được là sự quan tâm của bộ đội, vậy là các đồng chí rồi quan tâm tới bà con thì tôi cũng rất vui mừng và cảm xúc riêng bản thân tôi hoặc là vậy là bà con của trong địa bàn thị trấn và Phú Đa vậy là Đức Nam Trung chúng tôi rất mừng. Bằng tinh thần và trách nhiệm của người lính, khoảng 40 cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện và lực lượng dân quân đã không quản ngày ngâm mình dưới nước giúp dân thu hoạch lúa bị ngập úng. Với tinh thần phải làm việc hối hả, không nghỉ giải lao, dù mệt nhưng các chiến sĩ đều thấy rất vui và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ giúp bà con cỏ ruộng bị ngập úng thu hoạch nhanh, giảm bớt thiệt hại. Chúng tôi lực lượng dân quân là thấy bà con là hoảng loạn nên chúng tôi về giúp dân để lại tinh thần chứng và quân để thu hoạch mùa vụ sớm để khỏi được bức mùa và để tiếp tục với mùa vụ kế tiếp. Từ sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo huyện cùng với Ban Chỉ huy Quân sự của huyện đã điều động tăng cường lực lượng của huyện đội về hỗ trợ cùng anh em chính quyền địa phương và thị đội đi ra hỗ trợ cho dân các những địa đất những lúa là chuẩn bị là thu hoạch kịp thời để giảm tối thiểu nhất vì thiệt hại cho bà con. Đợt mưa lớn vừa qua đã khiến cho hàng trăm hecta lúa của bà con nông dân trên địa bàn thị trấn Phú Đa nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung bị ngập úng hư hại. Nếu như không được thu hoạch kịp thời thì sẽ có nguy cơ mất trắng. Giúp dân thu hoạch lúa là việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực. Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do vậy thì phối hợp các ban ngành, đoàn thể địa phương huyện Phú Vang tổ chức giúp dân tại thôn Đức Thái, thị trấn Phú Đa, ưu tiên các hộ gia đình khó khăn, neo đơn và có công với cách mạng bằng việc làm cụ thể có cái biện pháp là hiệu quả nhanh hoàn thành mùa gặt đối với cho bà con. Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng bảo vệ quê hương, các chiến sĩ bộ đội còn tham gia thu hoạch lúa giúp người dân trong lúc hoạn nạn là việc làm ý nghĩa và thiết thực, thể hiện vai trò xung kích của bộ đội cụ hồ trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa quân dân tại cơ sở.